Rồi, hello cả nhà nha. Rồi cũng xin chào anh em và các bạn nha. Đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo đó có được nha. Hiện tại thì em mới về một số mẫu cần câu đài mới anh em, cũng như một số mẫu cũ đã hết hàng thì mẫu mới hôm nay về cũng quay cho anh em. Đó, giá là sale sập sàn cho anh em luôn nha. Đó, thì shop của em là có bán dụng cụ câu cá cho anh em, cần đơn, cần đài, nó cần máy, cần câu sông, câu lua. Đó, đầy đủ cho anh em ha. Từ phân khúc học sinh, sinh viên, nó cần câu máy, câu dây câu. Đó anh em. Đó. Rồi nhà câu các kiểu nha anh em. Đó. Nồi câu cá. Đó đây nên là nói anh em. Nó cần đơn, cần đồ nha anh em. Đó. Gọng lưới, dây trục, dây thẻo. Đó nha, hơi mò lua, mò đồ. Nó có đầy đủ nha anh em. Nó phân khúc từ học sinh, sinh viên đều có nha. Đó. Đây là những dòng cần em cũng mới nhập về luôn mà chưa có thời gian quay cho anh em xem ha. Đó, cần câu tay, cần câu máy nha anh em. Nó đầy đủ đồ nha, nó phụ kiện đồ. Đó. Rồi. Đó, anh em cần gì thì cứ alo cho em nha, em ship có tận nhà luôn nha anh em. Đó. Anh em xem ha. Giờ cái máy của mình nó hơi mờ nha anh em thông cảm xem giùm em nha. Đó. Đó, đây, cần câu máy câu dây câu anh em. Đó, cái kiểu nha. Đó. Câu đài câu đồ nha anh em. Đó. Thì địa chỉ shop ở số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha anh em. Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, đối diện với ngân hàng Đông Á nha cả nhà. Đó. Rồi, hôm nay em sẽ về được mẫu chiến thần cho nên cũng tranh thủ qua cho anh em ha. Rồi, hôm nay là em về mẫu cần 7H nha em. Đó, với càng 8H của chiến thần công anh em. Đó, với mọi mẫu 7H nha. Rồi, không để anh em chờ lâu nữa anh em. Đó, mình sẽ lên hai mẫu càng cho anh em xem ha. Đó, đầu tiên là cây chiến thần công nha anh em, mẫu này 8H nha. Còn cây này là cây quả long 7H nha anh em. Đó, lên mẫu 7H 8H cho anh em nha. Đó. Thôi mình lên mẫu quả long trước đi anh em ơi. Mẫu quả long này mới gì. Đó, thì mình lên mẫu quả long trước cho anh em nha. Đó. Đây là mẫu cần quả long nha anh em. Đó. Thiết kế rất là đẹp nha, để em cầm máy xe cho anh em xem ha. Đó. Đây là cần quả long nha anh em. Đó, cho anh em xem ha. Đó. Đó, đây là cần quả long. Thiết kế màu đỏ vàng có hình con rồng nha anh em. Đó. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Đó, cần quả long nha. Đó. Thì mẫu này là của hãng Seiko anh em. Đó, của hãng Seiko nha. Đó. Quả long. Đó. Thì trong các xây có ghi số mét cho này cho anh em ha. Đó, đây cần quả long nha anh em. Đó, quả long nha. Rất là đẹp nha anh em. Phía trên á thì có nhẵn cho anh em hết ha. Đó. Phía trên thì có nhẵn cho anh em hết ha. Đó, có nhẵn chống nổ cho anh em ha. Nhẵn chống nổ cho anh em nha. Đó thì mẫu cần này thì em cũng về số lượng được ôm được lô hàng thì về số lượng rất là nhiều cho nên là cũng sale giá mềm thanh lý cho anh em luôn nha anh em. Đó, mã của nó là cần quả long thì em sẽ căn chi tiết và quay qua từng thông số chi tiết cho anh em xem ha. Đây là cần 7H quả long nha anh em. Đó, đây thì phía trên cần nha anh em. Đó, đều có phủ chống nổ cho mình phía trên ha. Đó, phủ chống nổ cho mình phía trên. Phía dưới là carbon sắn nha anh em. Đó, carbon sắn nha. Đó. Phía dưới này là có rãnh ABS của lóng lớn nha anh em. Đó, chỉ có lóng ngọn nhóm thứ hai là không có nha anh em. Đó, có rãnh ABS nha. Đó, rãnh ABS cho anh em ha. Đó. Đây là cần quả long nha anh em. Nó rất là đẹp luôn. Thiết kế carbon 8H. Đó. Hoặc đặc biệt anh em, khi anh em mua một cần này sẽ được tặng kèm một ngọn đặt nha anh em. Thì cần thiết kế là ngọn gỏng nha. Nó cần thiết kế là ngọn gỏng, khi anh em mua sẽ được tặng một ngọn đặt. Đó, một ngọn đặt nha anh em. Đó, một ngọn đặt cho anh em ha. Đó, khi anh em mua sẽ được tặng một ngọn đặt nha anh em, nhớ giùm em nha. Đó, khi mình mua sẽ được tặng một ngọn đặt nha. Đó, một ngọn đặt. Đó, rất là dẻo luôn, ngọn đặt là siêu dẻo luôn. Đó anh em. Đó thì tùy anh em thích câu. Đó, một thích câu đặt thì đặt, còn thích câu ấy thì mình câu đọt bọng nha anh em. Đó, tùy anh em mình ha, tùy sở thích của mỗi anh em ha. Đó, đây là cần thuốc long anh em. Đó, rồi thì em sẽ vô chủ đề chính thôi anh em. Đó,
thì chủ đề chính nha. Đó. Thì đây là em sẽ cân trọng lượng cho anh em nó nha, trọng lượng cho em nó. Thì từng xây cho anh em ha. Thì mẫu này á thì hãng công bố giá là 400.000 một cây anh em, mỗi xe tăng lên anh em. Nhưng mà hôm nay em sẽ sale cho anh em ha. Đó. Hãng công bố là giá là 400.000 một cây, xe 3m6 anh em. Thì mỗi xe tăng lên 30.000 thì hôm nay em sẽ sale cho anh em ha. Đó, cho giá mềm hơn để cho anh em chơi ha. Đó. Cây cần quả long rất đẹp luôn nha anh em. Đó. Phía dưới là nhám nè, cho anh em cầm nè. Đó. Đó thấy không? Thì cần xe ngắn thì thu 1m1 nha anh em. Còn mà xây dài thu 1m2 nha. Đó. Thì thu ngắn cần hình lóng dài nha anh em, rất là đẹp nha. Và em sẽ căng xe 3m6 khi tháo lóng nha anh em. Nó xe 3m6 nó sẽ có là 4 lóng nha. Đó, 4 lóng nha anh em. Đó, 3m6 sẽ có là 4 lóng nha. Đó, em khi căng em sẽ tháo nút bịch ra. 143g nha anh em. Đó, 143g xe 3m6 nha. Đó, thì giá nó là 400.000. Thì hôm nay em sẽ sell cho anh em là còn là 200 xây 3m6. Hôm nay sẽ em ôm được lô này thôi cũng nhiều, cho nên là cũng sell cho anh em nhiều để anh em chơi ha. Rồi, giá là 200 80.000 đó. Giá là 280.000 nha anh em. Đó. Và sell cho anh em chơi nha. Nó giá là 280.000 nha. Đó. Đây là mẫu cần quả long nha anh em, xây 3m6 nha, 280.000 nha, em nhắc lại nha, số lượng thì em về nhiều nhưng mà anh em nhanh tay lên, có thể là em bán cũng rất là mau luôn, có anh em là lấy một người là 3 cây, 2 cây, đó, 4 cây, 5 cây, cho nên là anh em mà chở 1-2 ngày thì sẽ không còn hàng đâu, cho nên anh em nhanh tay lên ha. Mua 2 cây thì em bao ship nha anh em, 1 cây này phí ship 30.000 anh em. Đó, khi đóng hàng là em bỏ cần vô ống nước cho mình đàng hoàng nha. Đó. Đó, khi đóng hàng là em sẽ bỏ cặn vô ống nước cho mình như thế này nha anh em. Đó, em đóng rất là kỹ nha anh em. Đó. Khi anh em mua 2 cây trở lên thì em được bao ship nha. 1 cây thì phí ship là 30.000 anh em. Anh em nhớ giùm em nha. Siêu sale nha anh em, siêu sale siêu giảm luôn nha anh em. Nói chung là cặp thì rất là nhiều luôn. Đó. Cho nên là quay cho anh em xem nè. Đó, ôm rất là nhiều nha anh em. Đó. Thì hàng này anh em là ôm được lô nhiều thì giá rẻ cho anh em. Cho nên là thì em mới được một số vốn đó, được gia đình ủng hộ, cho nên là số vốn về gom cho anh em nha, giảm giá sale cho anh em nha. Đó, thì mẫu này 3m6 là giá là 280.000 anh em. Đó, anh em nhớ giùm em nha, 143g á, lúc nãy em căng là 143g anh em. Đó, 143g cho xây 3m6 nha anh em. Đó, 3m6 nha, 143g nha, căng là tháo nút bịch cho anh em, cho nên anh em xem chú ý giùm em nha. Đó, còn tiếp theo là xây 4m5, 4m5 là 219g anh em, 219g nha. Đó, 4m5 219g, 4m5 là 301 anh em. Đó, 4m5 là 301 nha. Đó, đây nè, em quên nói nữa nha, mẫu quay 7H này anh em, đọt của nó là 1.6 nha cả nhà ơi. Đó, đọt của nó là 1.6 anh em. Đó, mẫu 7H này đọt của nó là 1.6 nha. Đó, anh em xem giùm em ha, nó là 1.6 nha. Đó, mẫu 7H nha. Đó, của nó là 1.6. Đó. Rồi, xe 4m5 là 301 nha anh em. Rồi, em sẽ tiếp theo là xe 5m4 nè. Đó, xe 5m4 cho anh em ha. Xe 5m4 là nặng 246g nha anh em. Đó, đọt nó cũng là 1.6 nha. Khi mua một cần cũng sẽ được tặng một ngọn củi như vậy anh em. Đó, anh em chú ý giùm em nha. Đó, này nó bị kẹt cái ngọn như này rồi. Đó, khi mua một cần cũng được tặng một ngọn củi anh em. Đó. Một cần cũng được tặng một ngọn củi nha. Cho anh em xem ha, càng rất là đẹp nha anh em. Càng thì rút ra là thẳng nha anh em, nó càng rút ra là rất là thẳng luôn nha. Anh em mua hàng thì cứ kiểm hàng cho em nha. Nó càng thì rút ra rất là thẳng luôn. Đó. Nó đọt nó. Nó đọt nó là 1.6, mua tặng một kèo với một cái đọt đặc nha cả nhà. Đó.
Tại cá dưới nước là 6 đến 8 kg nha anh em, tại cá 6 đến 8 kg anh em, nhắc tỉnh là 2 kg nha. Đó. Nhắc tỉnh là 2 đến 3 kg tùy theo độ dài nha anh em. Đó. Rồi, xây 5m4 là giá là 340.000 nha cả nhà. Xây 5m4 giá là 340.000 nha. Đó. Xây 5m4 giá là 340.000. Rồi tới xây 6m3 nha cả nhà. Đó. Xây 6m3. 326 gram. Đó. Xây 6m3 326 gram nha anh em. Đó, 6m3 là 326 gram nha. Đó. Thì giá của nó là 340 nha anh em. Đó. Ủa, 370.000 anh em. Đó là 370.000 nha. Đó anh em chúng ta đó nha. Nó là 370.000. Đó, là 370.000 anh em. Đó. Mẫu này em sale giảm giá cho anh em, sale rất là nhiệt tình cho anh em chơi luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Xây 6m3 nha cả nhà. Đó. Anh em sale giùm em nha, xây 6m3 nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó. Cây này anh em mà câu mà săn hàng đồ á cũng ok cho anh em, xây 6m3. Đó. Cần rất là thẳng nha cả nhà. Đó. Thì xây dài 5m4 với 6m3 thì nó thu ngắn cần là 1m2 nha anh em. Đó. Còn 3m6 với 4m5 là thu ngắn cần là 1m1 nha. Đó. Để quay cho anh em xem ha. Đó. Đó, thì anh em ở xa thì mua hàng thì bên em có ship code luôn nha anh em. Đó, có ship code luôn. Đó. Mã của nó là cây quả lâm 7H nha cả nhà ơi, anh em mua hàng thì nhớ giùm em nha. Là quả lâm 7H nha. Đó, quả lâm 7H. Đó. Làm tới đâu em dẹp tới đó cho nó gọn cả nhà, giấc tối rồi có mình một làm này. Nên là anh em xem hàng, xem mua hàng cũng thông cảm cho em nha. Đó, mã của nó là quả lâm 7H. Đó. Đây anh em, đích của nó là CNC nha anh em. Đó, đích nó là CNC rất là đẹp nha. Đó. Đối trọng ở trong nó có cục nhựa nữa nè. Đó. Ở phía dưới là nó có móc an toàn cho anh em ha. Phía trên là có nhẵn chống nổ lóng cho anh em ha. Rồi anh em mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi ở dưới video anh em, là 0963 890 470 nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo sẽ qua mẫu tiếp theo, đó là mẫu chiến thành công nha cả nhà. Đó, anh em ơi em nha. Đó. Mẫu này là mẫu chiến thành công. Mẫu mới nhất em mới về luôn nha anh em. Đó. Mẫu chiến thành công mới nhất nha cả nhà ơi. Đó. Về mẫu mới này được có một cái là thiết kế rất là đẹp nó, và bóng bẫy nó hơn những cái mẫu cũ mà nằm lâu anh em. Mẫu cũ nằm lâu thì nó không có được đẹp anh em. Nè, mẫu mới nè anh em thấy không, nó sơn là bóng bẫy luôn cho anh em luôn, nó rất là đẹp nha anh em. Nó sơn rất là đẹp cho anh em luôn ha. Đó, chiếu nó phía dưới là văn carbon, văn caro anh em. Đó, văn caro thì đọt con này là 2 ly 2 nha cả nhà. Đó, mã con này là chiến thành công 8H nha anh em. Chiến thành công 8H nha. Đó. Thì phía dưới thì có rãnh ABS nha anh em. Đó, rãnh ABS nhưng mà rãnh này thì không có sơn cho nên là anh em nhìn sờ tay vô thì nó mới nhám đồ gõ cho anh em. Đó. Nó chiến thành công 8H nha. Đó. Carbon phân caro. Đó. Thì mẫu này là mẫu 8H, chiến thành công 8H anh em nhớ giùm em ha, mã nó là chiến thành công 8H nha anh em. Đó. Rồi. Thì tiếp theo nữa em sẽ căng cho anh em xem từng xây ha. Đó. Quay cho anh em lại thông số chi tiết cho những anh em mà chưa biết qua mẫu này ha. Thì mẫu này em bán là cháy hàng cho nên là về hàng mới rất là đẹp luôn, hàng mới full đẹp luôn nha anh em, bóng sáng ló luôn. Cho nên thì anh em mua sản phẩm anh em rồi anh em biết là em có đóng hàng kỹ bên đóng nước rồi cho anh em kỹ lưỡng cho anh em ha. Đó. Chiến thành công nha anh em. Đó. Rất đẹp nha. Đó. Rồi. Gì con? Thì bà nói vậy đó, anh em có gì đâu, trên tiếp bạn bè mà. Đó, rất là đẹp nha. Phía sau này là có mã vạch cho anh em để tiết hàng hãng cho anh em ha. Đó. Thì đây là chiến thành công. Rồi, em sẽ căn tiền xây cho anh em nha và báo giá cho anh em luôn nha. Đó.
Đó, anh em coi càng đẹp nè, nó rất là đẹp luôn nha. Phía trên này phủ chống nổ lóng cho anh em nha. Đó rồi, mình sẽ căng xe 3m6 cho anh em xem nha. 141g cho xe 3m6 nha anh em, ổ 8h nha. Đó thì mẫu này lúc trước là giá của nó là 430.000 một cây nha anh em. Nó 430.000 một cây xe 3m6 của anh em, mỗi xe là tăng lên là 30.000, nhưng mà hôm nay em cũng sẽ thanh lý xe cho anh em luôn. Đó anh em quay được xem video này thì nhanh tay lên nha, tại vì số lượng cũng có hạn thôi nha anh em. Đó thì đây là mẫu chiến thần công 8h. Đó anh em xem clip này thì nhanh tay lên nha. Đó rồi, xe 3m6 nó giá 420, thì hôm nay em sale cho anh em là còn 280.000 một cây nha anh em. Đó 280.000 một cây. Đó anh em nhanh tay lên nha. Đó xe 3m6 280.000 một cây, chiến thần công anh em rất là đẹp luôn. Đó giá 280.000 một cây nha anh em. Đó xe bắt đầu từ xe 3m6 nha anh em, nhanh tay lên giùm em nha. Nó rất đẹp nha. Đó xe 3m6 mẫu mới nhất luôn anh em, hàng mới cứng luôn nha. Đó mã của nó là chiến thần công. Đó mã của nó là chiến thần công 8h nha anh em, chiến thần công 8h nha. Đó rất là đẹp nha anh em. Đó 280.000 một cây nha anh em, 280.000 một cây, hàng đẹp bóng loáng luôn nha anh em, hàng đẹp bóng loáng luôn nha, 100% nha anh em, rất đẹp nha. Thiết kế là carbon phân caro, nó carbon phân caro nhám như thế này nha. Khi anh em mua cần sẽ được tặng kèm một ngọn phủ nha anh em. Nó một ngọn phủ nha, khi mua một cần sẽ được tặng kèm một ngọn nha anh em, cho nên em yên tâm sử dụng nha, nhớ giùm em nha, mua một cần sẽ được tặng một ngọn nha anh em. Đó rồi, tiếp theo nữa là em sẽ căng xây 4m5 cho anh em ha. Đó, xây 4m5 nha anh em. Đó, xây 4m5 nha. Nó phải hiện số 0 luôn mới căng được anh em. Xây 4m5 nặng 197g nha anh em, 197g, giá là 310.000 anh em. Đó giá là 310.000 nha. Nó xây 4m5 giá là 310.000 anh em. Đó nè, xe giùm em nha, xe 4m5 đó, chiến thần công xe 4m5 giá là 310.000, carbon vân caro rất là đẹp nha anh em. Đó mẫu cũ thì nó carbon sắn nha anh em, mẫu mới này là em là vân caro hết nha anh em. Đó nó mẫu cũ của em là vân carbon sắn, mẫu mới là carbon vân caro hết nha anh em. Nó phủ đầu lóng rất là đẹp nha. Đó anh em xem giùm em nha, phủ lóng rất đẹp. Đó giá là 310.000 cho xe 4m5 nha anh em. Đó, mẫu này với mẫu 7H là em bán đồng giá cho anh em. Đó, mẫu này với mẫu quả lông là đồng giá luôn nha anh em, nó cho nó dễ nha anh em. Anh em lấy hai món thì bao ship, lấy cây này cây kia cũng bao ship luôn nha anh em. Đó rồi, tiếp theo đó là xe 5m4, xe 5m4, xe 5m4 nặng 245g nha cả nhà. Đó xe 5m4 là nó nặng 245g. Đó, giá của xe 5m4 là 300 giá của xe 5m4 là 310.000 nha anh em, 340.000 anh em. Đó giá xe 5m4 là 340.000 nha. Đó em nhắc lại là mã của nó là chiến thần công anh em, chiến thần công 8h nha, chiến thần công 8h, mẫu mới nhất nha anh em, mẫu mới nhất vân caro carbon nha. Đó mẫu mới nhất vân caro carbon nha anh em, mẫu chiến thần công mẫu mới nha anh em. Đó vân caro carbon nha. Đó anh em xem giùm em, nhận hàng kiểm hàng không giống video thì cứ đi hoàn trả hàng cho em anh em. Đó không đẹp không nét không sắc sảo như trong video thì anh em chuyển hoàn cho em nha. Đó khi anh em nhận hàng bu bán thì em cho kiểm hàng rồi bước khi trước khi em tốn anh em. Thì mẫu thì mỗi cần nào xe nào em cũng có tặng hết, để nhiều anh em hỏi rồi xe có tặng hay không, thì mỗi mua hai cây thì em cũng tặng, mỗi cây là một tặng một đọt riêng anh em. Đó đó, để anh em mua gì anh em biết chị luôn, anh em khỏi hỏi tới hỏi luôn nữa nha anh em. Đó một cây là một tặng một đọt, nó mua hai cây thì hai đọt riêng. Đó rồi xe 5m4 giá là 340 nha anh em. Đó còn xe 6m3, đó xe 6m3 nó nặng là 315g, nó nặng 315g, giá là 370.000 anh em. Nó chiến thần công 6m3, nó mẫu mới vân carbon, 3m
xì 6m3 mà chỉ 370.000 thôi nha cả nhà. Cả nhà không nghe lầm đâu nha. Đó, tại cá là 8 đến 10 kg dưới nước nha anh em, tại cá là 8 đến 10 kg dưới nước nha. Đó. Nhắc tỉnh là 3 kg cho xe dài nha anh em, đó. Xe ngắn thì nhắc tỉnh là mình là 2 kg hoặc 2 kg rưỡi tùy theo độ dèo của anh em ha. Và độ nhắc của anh em ha, tư thế của mình ha. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó, ngày nay có thằng em mua về xe 5m4 rồi, quất con cá chê 4 kg mấy bắt phe ru luôn. Đó. Đó, bởi vì tùy theo người dìu, mình muốn dìu bắt mệt tùy theo thẻo chụp mình đó. Đó. Nó rất đẹp nha anh em, full mới cứng luôn nha. Cần thì đẹp mới cứng luôn. Nó cho anh em ha. Anh em bóng loáng như trên em. Đó. Rồi, em xin nhắc lại nha, mẫu chiến thần công xây 3m6, giá của nó là 280.000, xây 4m5 là giá là 301, xây 5m4 giá là 340 và xây 6m3 giá là 370 nha anh em ơi. Đó. Nó chiến thần công mẫu mới nhất quân caro nha anh em. Đó. Giá siêu vip siêu đẹp cho anh em luôn. Đó. Anh em mua cứ mua về dặn hàng rồi kiểm tra hàng thoải mái. Nó ok thì chuyển tiền cho shipper giùm em nha. Đó. Chứ không vấn đề gì cả nha anh em. Nói chung là em thì buôn bán thì chủ yếu là mình hàng chất lượng đàng hoàng nha anh em. Với lại mua bán em là mua bán trên video rõ ràng, có người theo dõi rất là nhiều. Anh em xem kênh của em cũng có mấy chục ngàn người theo dõi rồi, chứ mình làm ăn mà khơ khơ á thì đâu có ai mà theo dõi mình đâu anh em. Đó. Cứ kênh mà vài ngàn kênh là nó bị chết kênh rồi, mà kênh của em thì anh em thấy đó, có 70 mấy ngàn người theo dõi nha anh em. Cho nên là anh em mua hàng thì cứ yên tâm và cứ kiểm tra hàng anh em. Có anh em về mua về câu xong bị gãy, như gãy lóng thứ ba thứ tư gì đó, alo em phát em gỡ lóng liền nha anh em. Đó. Thôi alo em cái là em gỡ liền luôn. Đó. Câu mà lỡ mà bị vướng cây vướng đồ á, nó xui rủi thì chuyện nó bình thường, mà anh nó cũng thiệt tình đó. Anh nói đi, anh lỡ giật lên mà không chú ý cây trên đầu bị gãy, em tặng luôn anh em. Đó. Không tính tiền luôn, chỉ tính tiền ship thôi. Đó là tặng lóng cần luôn nha anh em. Đó. Tại vì mình chơi bị gãy thì em bao, nhưng mà mới mua em thì em tặng luôn. Đó. Vui vẻ vậy đó anh em. Đó. Rồi. Mẫu chiến thần công nha, có tặng ngọn nha. Còn mẫu này là mẫu quả long nha anh em, 7H nha. Anh em tùy theo anh em. Mẫu này thì nó tặng đột đặc, mẫu này thì tặng đột bọng. Đó. Thì theo anh em thích màu nào nha anh em. Đó. Hai màu cũng rất đẹp, và anh em mua cho mình mỗi người mỗi cần một màu cũng được. Đó. Rồi, giá của nó là đều nhau nha anh em. Đó, cho anh em xem nha. Rồi anh em mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại là 0963890470 nha cả nhà. Đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Bye bye.